Các bác đã quay trở với kênh YouTube bên em. Trong khoảng thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em gọi điện bên Tùng Audio hỏi về dòng Black Optic MB300, một mẫu lông tiếng khá là phổ thông bên cửa hàng Tùng Audio. Có những dạo bên em làm rất là nhiều video về cái dòng sản phẩm lông tiếng này cho anh khách hàng, nhưng mà dạo vào đây thì bên em số lượng hàng của Black Optic MB300 hiện tại cũng còn nhiều, và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em còn đúng một thùng duy nhất với 10 mẫu sản phẩm Black Optic MB300, thì cũng xin bán với mức giá tốt hơn cho các bác và anh khách hàng. Và em xả cho bác với mức giá 1 triệu đồng bao ship tặng đầy đủ dây jack với mẫu sản phẩm lân tiếng Lex MB300 cho anh em nào cần. Và đây chắc chắn rồi là một cái mức giá thành mà em không hề nghĩ đến là có mức giá tốt là như vậy. Và nếu như các bác tính ra, nếu như mua giá máy thì chỉ bỏ ra vỏn vẹn có khoảng độ tầm 850 thôi là chúng ta đã có ngay một mẫu sản phẩm Lex Optic MB300 rồi. Và đây bên em chọn gói tặng dây jack đầy đủ và miễn phí ship với mức giá 1 triệu đồng cho anh em với Lex Optic MB300. Một mẫu sản phẩm mà có khá là nhiều bác và anh em đã từng được trải nghiệm rồi. Bên em bán ra thị trường với Black Optic MB300 rất là nhiều. Hầu hết là anh em nhận hàng về thì phần lớn các bác cảm thấy rất thích thú với mẫu sản phẩm lưng tiếng bên em. Một mẫu sản phẩm hỗ trợ cho bác nghe nhạc tốt hơn. Và đây, Black Optic MB300 sẽ có phiên bản như thế này các bác nhé. Và còn duy nhất một thùng bên em xả thanh lý cho bác với mức giá 1 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em để sở hữu ngay, tậu ngay một con Black Optic MB300 với mức giá quá tuyệt vời, triệu đồng, quá rẻ. Và đây hình thức thì các bác nhìn thấy ngay, có rất nhiều các nút căn chỉnh nhé, bao gồm là bass này, tiếng này, chế độ nhạc này, chép và âm lượng tổng volume cho hai kênh. Anh em lưu ý chúng ta sử dụng với các bác phải nhấn vào nút pin bass để thấy được sự khác biệt và được cái trải nghiệm được cái tiếng chất lượng âm thanh khi nó được lâng tiếng lên. Một vài anh em nhận hàng về em thấy các bác gọi điện bên em là hỗ trợ là tại sao là khi sử dụng lâng tiếng nó vẫn như là bình thường khi không sử dụng đấy. Thế là một vài các bác chưa biết cách sử dụng dòng lâng tiếng, chúng ta phải luôn luôn nhấn vào nút pin bass. Khi mà nhấn vào in bass thì tức là tiếng đã được thông qua lưng tiếng rồi và nó sẽ đẩy lên cao hơn và các bác sẽ thấy sự sắc khác biệt hơn nhiều. Đấy, nên là một vài bác là cũng chưa biết cách sử dụng, đã gọi bên em là bán hàng tại sao đấy không test, tại vì lúc mà bên em gửi hàng đi thì luôn luôn rồi anh em khách hàng cứ yên tâm là bên em sẽ test trước tất cả những cái tính năng chế độ làm sao là về các bác kết nối phòng hát gia đình là cứ thế là trải nghiệm thôi, không bao giờ có hiện tượng là lỗi khi đến tay người anh em tôi dùng cả. Ok, với dòng này thì bây giờ cùng với em Tùng trải nghiệm một chút về chất âm đến từ Black Optic MB300 cho bác xem về tất cả dạng bass chép khi muốn đánh tiếng ra loa như thế nào các bác nhé. Các bác lưu ý hãy sử dụng tai nghe để cho trải nghiệm thanh, và trong quá trình test em sẽ ấn vào inner bass cho bác thấy rằng khi thông qua lưng tiếng thì hiệu quả tiếng chất lượng thanh cũng được đẩy lên cao như thế nào. Thấy ngon chưa ạ? Một mẫu sản phẩm lưng tiếng hỗ trợ cho bác về em trong khóa gia đình. Và trong quá trình test thì em cũng đã xoay cho bác xem về cái tiếng bass khi mà chúng ta vặn theo búi kim đồng hồ vặn sang bên phía tay phải, tiếng bass nó đánh ra tốt hơn nhiều, đúng không ạ? Và đây là một cái công dụng rất lớn của mẫu sản phẩm lưng tiếng trong khóa gia đình rồi, hỗ trợ cho anh em nghe nhạc tốt hơn, giảm bass chép sáng, dễ dàng cho bác em trải nghiệm thành sôi động. Và hy vọng là bên em lên được video ngày hôm nay, nếu như anh em nào cần với mức giá quá tốt rồi, chưa bao giờ có mức giá thành rẻ như thời điểm hiện tại với Black Optic MB300. Các bác biết rằng cái mẫu này đợt đầu về giá khuyến mại là 1.200.000 đồng rồi, và hiện tại thì đã được giảm cho bác bây giờ chỉ còn có đúng 1.000.000 đồng thôi, và còn 10 mẫu duy nhất. Nên em bán cho anh em khách hàng, anh em nào cần thì ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em, tại vì cũng không có nhiều hàng để phục vụ các bác với mức giá thành như thế này nữa. Nên em còn đúng một thùng cuối cùng 10 chiếc muốn xả anh ý cho các bác với mức giá 1 triệu đồng, còn nguyên chưa bảo hành, hàng mới 100%. Nhận hàng các bác được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ đóng góp cho bên em nút like và đăng ký kênh, và chúc tất cả các bác nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm lâm tiếng Lex Optic MB300 bên cửa hàng Tùng Audio. Xin chào.